À, chào các anh em đang xem uh, miền Tây Solar uh, Bữa nay uh, tranh thủ còn chút xíu ánh sáng uh, mặt trời buổi chiều nè Bữa nay là chiều tối ngày uh, thứ bảy ha Ngày 14 tháng 5 2022 nha anh em Mình mới về một lô pin uh, một uh, 100 tấm pin nha 100 tấm AE uh, uh, 510W 510W Pin AE nha anh em Pin AE cũng như anh em có thể search trên Google AE là pin số 1 thế giới anh em Tự hào ha, Pin AE là pin số 1 thế giới thì trước đây mình hay bán những loại pin khác anh em hay hay đòi mình AE 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 thì bữa nay mình thực sự là về AE thiệt là anh em AE 510w nha à, anh em có thể search trên google AE là pin số 1 thế giới à, ở đây mình có 100 tấm anh em nào đam mê cứ liên hệ mình nha mình à, sẽ báo giá à, một lát nữa mình sẽ báo giá cho anh em ha bây giờ chúng ta quay cho anh em xem cái mạc này cái mạc của tấm pin đây mình, à, để kéo này ra cái nha đây đây, mạc con tấm pin này anh em. Đây. Anh em có thể chụp màn hình lại xem nha. Đấy. Pin 510W nè. À, vô của nó là 41,47V trong mạch. Hở mạch có thể lên tới 50V nè. Và um, Ampere rồi ha. Và nối tiếp có thể lên tới 1500V. À, nối tiếp ha, 1500V được. Đó và à, đặc biệt đây nè anh em. Đây. Sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ nha, Maya Tukay nè. Đấy hàng của Germany anh em, hàng của Đức nha, sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ đó, ae com ha, anh em có thể dùng điện thoại anh em quét cái mã vạch này ha, hàng chính hãng đàng hoàng, hàng và một đàng hoàng hàng xịn của pin ae nha anh em, ae nè, đấy, thì anh em có thể search lên Google, à, đây là pin số 1 thế giới nha anh em, ha, thì uh, có ba hãng pin mà giá trên thị trường luôn luôn mắc hết, hơn, hơn hết những cái hãng còn lại, đó là pin ae, pin uh, Quisel và pin Canadian là hầu hết giá của nó sẽ mắc hơn những cái hãng còn lại và bữa nay mình lấy cái hãng hàng đầu luôn là AE ha thì còn khoảng chừng 3 phút 5 phút nữa là mặt trời nó xuống núi rồi nó không thấy đường quay nữa cho nên mình tranh thủ mình quay mình nói nhanh anh em ha thì pin này hiện tại mình đang bán với giá là 7.300 đồng một watt nha nhiều anh em cứ quen quen hỏi là nhiêu tấm nhiêu tấm nhưng mà mình không có báo giá tấm nữa, anh em tại vì mình cũng không biết nhiêu tấm nữa mà mình nhớ cái quát thôi là 7.300 đồng một watt người ta không biết nhiêu tấm thì lấy 7 ba đó người ta nhân cho À, chúng ta nhân cho 510 w ha đó thì hồi lúc trước mình bán pin d huy sáu ngàn ha nhưng mà bữa nay mình bán ai thì không thể nào mình bán giá sáu ngàn tư sáu rưỡi được mà là bảy ngàn ba đồng nha anh em thì anh em biết là thời điểm này do xăng dầu lên và trung quốc cũng hạn chế cửa khẩu rất nhiều à, cho nên nó là giá cả vật giá leo thang à, nhưng mà mình vẫn đang bán AE giá rất là tốt ha bảy ngàn ba đó thì pin ví dụ như những cái hãng pin như Longi rồi Zico hay là Zia rồi đó pin uh, đi uh, rồi đó. Bữa nay nó cũng lên nó lên 6. 768 hết rồi mọi người mấy mang đó thì pin mới đã lên 6.0008 hết rồi canadian thì cũng 7.000 mấy rồi ha uh, Wesel thì cũng là 7 3, 7 rưỡi rồi đó và mình uh, đang lấy AE mình vẫn bán với giá là 7.0003 thôi giá chuẩn luôn ha đó còn pin tháo máy pin tháo máy bữa nay người ta cũng đã bán 6.000 rồi mọi người pin tháo máy nghĩa là pin mà lắp lên mà điện lực không có 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 hỗ trợ mua bán điện được á ở người ta buộc phải tháo xuống và nhà nước buộc tháo xuống người ta gọi là pin tháo máy pin tháo máy bây giờ nó đã bán là 6 ngàn rồi anh em mà pin tháo máy là pin Zia pin Long Z pin Zinco rồi nghe chứ không có được AE nha anh em còn này là pin AE mới mới bung ba ra luôn ha đây 3 led mới của nó nè anh em à, do quá trình vận chuyển cho nên mình buộc phải bung ra tại vì nhà mình không có xe nâng mọi người à, cho nên mình buộc phải bung ra để uh, di chuyển cho nó dễ ha đó và um, lý do pin này nó trên 7 ngàn là thứ nhất là đây là pin trên 500 w là pin lớn À, thứ hai nữa, đây là pin AE, pin số 1 thế giới. Đó, thì số 1, số 2 thế giới thôi chứ không có cái 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 đường nào rồi ta ta, ta ta, dân chơi pin ta sẽ biết nha anh em. Đó, pin mình tháo mình tháo 3 led ra mình để ha, để mênh mông luôn. Anh em nào đam mê cứ liên hệ 7 ba một Anh em mua bao, nhiêu tấm anh em cứ nhân lên nha. Đó thì thị trường pin bây giờ nó lên giá rất là nhiều. Mình thấy cái giá 7 ba này là cái giá rất là ok ha. Pin AE nha anh em. Đó, à, mặt sau thì nó là một cái tấm BK trắng như thế này đó pin ae thì một mặt kính nha ae không có hai kính nha mọi người đó cái mạc thì anh em thấy rồi à, đặc biệt là maje 2 nha anh em đây maje 2 nè sản xuất ở thổ nhĩ kỳ đàng hoàng nha pin đức nha nha anh em à, mình không biết đọc cái chữ này à, coninbot ha coninbot germany ha đức đàng hoàng nha maje 2 đó à, cái pin ae thì nó có cái mạc đây nè anh em nó có cái mạc đây nè có chữ ae nè à, nó đóng lên trên khung nhôm luôn nha nè AE Solar nè Thấy không AE Solar Đấy Và trên đây nó có gì Nó có là Đầy đủ hết ha Đó AE Solar nè Đấy à, Bình Đức nha anh em AE thì hiển nhiên là Bình Đức rồi Mình không nói anh em cũng biết ha Và sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ nha Nó có AE sản xuất ở Trung Quốc này, nha anh em Nhưng mà ở đây là sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ nha Đó Pin uh, 9 bus, ha Pin 9 bớt mặt trước của pin này nè cực kỳ ha chuẩn chỉ cực kỳ luôn pin chính bus Đấy thì trời cũng sụp nắng rồi cho nên là mình quay video này là video ngắn thôi mình sẽ làm những cái video khác cho đàng hoàng hơn về tấm pin này thì bữa nay mình mới đi gắt thi về và cũng trời cũng tối rồi cho nên mình quay nhanh để mình giới thiệu anh em là pin đã về anh em nào đang có nhu cầu hôm bữa giờ dặn mình pin chất lượng pin xịn gì đó thì anh em cứ đó AE đó anh em AE mà không xịn nữa thì cái gì xịn vậy mọi người Đấy pin 510W nha Tuy là pin 510W nhưng mà cái tấm này không lớn lắm nha anh em Cái tấm này kích thước vẫn là bình thường thôi 2m1 nhân cho 1m1 nha 2m1 nhân 1m1 dày 4 tấc ở 4 phân Dày 4 phân nha anh em Đây Mình có đây 100 tấm là anh em hồi nào hốt hết Mình để anh em giá 7 2 luôn à, hốt hết đống này luôn mình để giá 7 2 luôn Còn anh em mua lẻ thì mình bán 7 3 nha Đó anh em nào thiện chí tới nhà sông phẳng đàng hoàng Thì mình có thể phụ anh em một chút Một chút về tiền xe ha Chút tiền xe đó pin cực kỳ là chất lượng thì mình bán hồi hồi xưa giờ mình bán rất là nhiều loại pin nha tất cả những loại pin Venezy rồi Zinco, Zia, Longi rồi Canadian hay là gì đó mình bán hết rồi Wecell mình cũng đã bán rồi nhưng mà bữa nay lần đầu tiên mình bán pin AE ha lần đầu luôn lần đầu tiên bán pin AE luôn đó lần đầu mình dám bỏ tung một số tiền lớn ra mình nhập cái pin mắc tiền này về bán luôn ha pin AE thì lúc nào cũng mắc tiền hơn các loại pin khác và nó đẳng cấp hơn nhiều anh em xài bên này thì không có sợ mà mà ai chê cười hay là ai chê pin dởm hay là gì gì trơn ha đấy à, mặt trước của nó thì vẫn bình thường thôi giống tấm canadian ha pin chín bớt ha hát một trăm bốn à không 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 biết là một trăm mấy chục xe để mình coi giấy tờ lại ha nó vẫn là 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 chín bớt nha anh em hát đàng hoàng ha mình cho anh em xem mặt trước lần lần nữa nè do cái mặt trời nó cũng gần xuất núi rồi cho nên là 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 đây đây à, mặt trời không thấy đường nha anh em đại pin mặt trước của nó nè ha còn mặt sau là tấm bk ha bên thì màu mặt mà kính là bình, bình thường thôi ha đấy <laughs> thì bây giờ anh em mua zico long G cũng sáu 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 bảy hết rồi đấy em ta rướng chút xíu nữa người ta mua ae chất lượng hơn nhiều bảy ngàn ba nha anh em bảy ngàn ba anh em nào tới nhà thiện chí hốt hết như đây bán cho anh em bảy luôn đó bớt chút xíu thôi còn anh em nào tới nhà mua nhanh gọn lẹ mình có thể phụ anh em một miếng tiền xe ha phụ nửa tiền xe hay gì đó ha phụ anh em đổ vài lít xăng ha đó hoặc chục lít xăng phụ anh em chục lít xăng xe hơi đó chục lít xăng được ha anh em mua những 5 7 8 10 tấm mình phụ anh em chục lít xăng để, để để chuyên chở nha đại anh em nào đam mê liên hệ nhanh ha pin AE rất là xịn rất là ok pin à, Đức mà sản xuất ở Tu Cây ha ở Thổ Nhĩ Kỳ ở pin nhập nha anh em giấy tờ gọi là đầy đủ nha cocq đầy đủ hết bảo hành ok hết bảo hành 12 năm hết ha chuẩn ha cái này bảo hành 12 năm hay là 15 năm gì đó à, mình coi lại giấy tờ cái đã mình cũng bán lần đầu tiên bán AE, AE thôi mà đó mình đi lắp quà lưới thì mình có đem về mình đi lắp cho anh ta anh em. Có mấy ông người ta sang đó người ta chơi AE này người ta lắp á, rồi mình cũng có mua về mình lắp nhưng mà mình không có bán. Mình đem về cái mình lắp cho người ta luôn à. Còn mà lần này là mình mua về mình bán luôn nha. Đó vậy là trong quá khứ bán pin của mình là Canadian cũng đã bán, AE cũng đã bán nè, xe cũng bán nè, rồi Zico Longji, Venezi các kiểu uh, RCL, LG đồ bán hết rồi ha. Đi hôi đồ cũng mới vừa bán luôn. Đó pin nào mình cũng đã từng uh, ca, từng từng lăn lộn với nó rồi anh em bữa nay lăn lộn tới ai luôn ha thôi mình uh, bữa nay mặt trời nó cũng lặn rồi cho nên là uh, mình làm một video ngắn ha anh em nào đam mê cứ liên hệ mình anh em cần mình chụp uh, cái mặt cho anh em coi hay là anh em cần chụp cái mặt pin hay là anh em chụp cái cạnh gì đó anh em cứ liên hệ ha liên hệ qua zalo à cái này nó hơi đen đen chỗ này ví dụ như đen đen chỗ này nhiều anh em coi video mà không hiểu nói pin bị trầy này không phải bị trầy đâu nha mọi người đây là khi mà vận chuyển á thì những tấm pin nó cọ quẹt vào nhau ha và cái này là cái khung nhôm đó nó bị đen đen này tao quạo wow, nó ra hết rồi mọi người nói chung là cái khung nhôm không có nhầm nhỏ hết trơn cho nên anh em đừng có nghĩ là nó bị trầy ha không bao giờ có chuyện trầy pin ở đây nha mọi người mình mới bung từ pallet ra mà làm gì có trầy pin ha vận chuyển đây là những cái nhôm nó cả với nhau thôi còn anh em thấy là cái mặt hông đó nè không tì vết nha không tì vết nha mọi người không có tì vết đây là hông ha còn ở đây là trên nè mặt trên nè không tì vết nha đó pin đẹp không tì vết chứ không có chuyện mà trầy trụi ở đây nha anh em ở đây có cái mạt nè ở đây có mạt nè chúng ta có thể quét mã vạch lên nè ha pin nhập khẩu Ae chính hãng đàng hoàng nhập khẩu tu cây đàng hoàng ha không bao giờ có chuyện bậy bạ đâu anh em không phải là Magia China nha anh em mà Magia tu cây nha à, Magia Thổ Nhĩ Kỳ nha mọi người thôi xin chào anh em bữa nay mình quảng cáo pin thiệt là nhanh như vậy à, nếu anh em quan tâm nhiều anh em yêu cầu nhiều thì mình sẽ quay video qua ban ngày rõ hơn còn bây giờ thì mặt trời sụp xuống rồi cho nên là mình chỉ nói ngắn gọn như thế thôi mình báo cho anh em bữa nay là mình bán Ae 510w với giá 7 ba một anh em mua bao nhiêu tấm anh em cứ nhân lên ha đó anh em đem nhà xe tới nhà mình chở ok với chiếc cái 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 tấm pin này nó không có lớn tấm pin này dài hai thước hai thước hai thước mốt và ngang một thước mốt anh em đem innova fortuner tới anh em chở ok hết ha còn xe tải thì hiển nhiên quá ok rồi thôi xin chào anh em ha anh em nào đam mê liên hệ zalo 076 bảy sáu nha xin chào anh em hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo